Kính thưa quý vị và các bạn, tôi là Đoàn Thị Thiên Thanh Thu. Nhân một dịp được visa Hàn Quốc đi chơi trong vòng 15 ngày thì tôi cũng có ý định là sẽ làm một cái video về nhà ở người Hàn Quốc cho quý vị và các bạn được biết thêm, hữu ích thêm, mở rộng kiến thức thêm về cách sống và làm việc của người Hàn Quốc dưới cách nhìn của một người Việt Nam, một người đi du lịch, góc độ của một luật sư. Kính thưa quý vị và các bạn, như những video lần trước tôi có đã giới thiệu cho quý vị và các bạn về cách đi xe buýt Hàn Quốc, về đám giỗ Hàn Quốc và cách đi quá cảnh Hàn Quốc, thì hôm nay tôi sẽ làm một cái video về nhà người Hàn Quốc để xem nhà người Hàn Quốc và nhà người Việt Nam có cái giống và khác nhau như thế nào. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi có hai người chị ruột kết hôn với người Hàn Quốc. Thực sự và dưới góc nhìn của một người nước ngoài tại Hàn Quốc, và tôi được dịp ở nhà một người chị là một tuần, cho nên tôi có dịp cảm nghiệm và sẽ kể cho các bạn nghe về cái cuộc sống của người Hàn Quốc dưới góc nhìn của tôi. Cái người chị thứ nhất của tôi ở thì nhà họ có ba anh em trai, và chồng của người chị của tôi là người đầu tiên, và kế đến là bà chị gái, và tới đã lập gia đình, và kế đến là người em út. Thì hiện tại là do là chồng của chị gái tôi là con trưởng, cho nên hiện tại anh đang sống với bà. Và người thứ hai kết hôn thì đang ở thành phố Daegu. Các bạn có thể thấy đây, đây là nơi tôi đang quay video để cho quý vị xem về nhà người Hàn Quốc. Tí nữa vào vấn đề chính thì tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cái nhà của Hàn Quốc nó khác cái nhà ở Việt Nam như thế nào. Đối với người Hàn Quốc thì do cái đặc tính là khí hậu bốn mùa, và đặc biệt là mùa đông rất là lạnh, cho nên họ có một cái nhà, cái diện tích nó khoảng 9 m². Thì nơi của chị gái tôi thì có hai phòng và toilet và nhà bếp riêng. Lý do tại sao cái diện tích nó nhỏ, vì tới mùa đông thì cái việc mà sưởi ấm cơ thể để giữ lại cơ thể cho nó đỡ phải thời tiết lạnh, cho nên người Hàn Quốc sẽ sử dụng bằng 3 cách. Thứ nhất là họ sẽ đốt nóng cái nền bằng than hoặc bằng dầu. Thì thật ra thì tôi nghe chị tôi nói rằng là nếu như trong trường hợp mà để đốt một cái tiền dầu hoặc tiền than mà để trả trong vòng một tháng ở Hàn Quốc, thì cái chi phí mà nếu mà tính ra tiền đô thì nó phải tương đương lên tới số tiền là 400-500 đô, cho nên rất là đắt đỏ. Một số nhà có điều kiện kinh tế kém hơn thì họ đã sử dụng cách thứ hai, đó là dùng cái chăn điện. Thì thực sự ra là thời tiết khắc nghiệt thì cũng giống như những người du nhập cư khác, thì các bà chị của tôi cũng sẽ sử dụng một cách rất là tiết kiệm. Mình cũng giống như ở Việt Nam thôi. Nếu như trong trường hợp các bạn làm bao nhiêu mà các bạn chi xài mà không dè sẻn, không tiết kiệm thì nó sẽ không có dư. Và người Hàn Quốc, các hai chị tôi cũng thế, họ cũng phải dành dụm để mà có dư. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu quang cảnh một cái nhà, toàn bộ một cái nhà khi mà bước từ đầu vào nhà, và một cái nhà như thế nào cho quý vị và các bạn được xem với góc nhìn của tôi. Quý vị và các bạn xem nhé. Đây là một cái cửa. Đây là một cái tủ. Tủ sắt của người Hàn Quốc là do chị gái của tôi là có đạo Thi Chúa. Đây là đức tự. Rất đơn giản phải không quý vị và các bạn? Không có gì gọi là cầu kỳ cả. Một cái căn phòng
nơi tôi đang quay ở đây, không như nhà Việt Nam thì rất là nhiều cái và rộng và thoáng mát. Một cái quạt kiến để bàn, và cũng giống như người Việt Nam mình thì họ có trưng bày cái khung ảnh hình, và đây cũng là nơi ngủ của hai vợ chồng. Tiếp theo một phòng nữa, phòng này có gồm hai cái tủ để quần áo. Đây là đứa cháu con của người chị thì đang ngủ. Phòng này thì tôi cho rằng nó cũng khoảng và 9 mét vuông. Thì chị bảo với tôi rằng là một cái diện tích mà toàn bộ của cái nhà này thì nó vào khoảng chừng 30 mét vuông. Thực sự là kính thưa quý vị và các bạn, tôi cũng có một cái phòng ở 30 mét vuông ở thành phố Hồ Chí Minh, nó nằm ở quận 5. Nhưng rõ ràng là tôi nói với bạn bè và thậm chí cả anh chị em tôi là tôi không thể sống được với một cái phòng nó quá nhỏ. Nó chỉ có là 30 mét vuông. Nhưng thực sự là tùy theo cái điều kiện của mỗi gia đình khác nhau. Quý vị và các bạn thấy không? Cũng giống như người Việt Nam, treo cái hình. Và tôi cũng sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn, đây là cái bếp của người Hàn Quốc. Cái bếp của người Hàn Quốc, người Hàn Quốc thì ăn là đó, đây là cái bàn ăn của người Hàn Quốc. Thực sự thì tôi cũng xem phim Hàn nhiều, cho nên tôi thấy hình như giữa người Hàn và người Việt họ cũng có những cái ăn bằng cái bàn mà không có ghế như ở Việt Nam mình. Và đây là những cái bếp của người Hàn Quốc quý vị và các bạn. Họ có những cái tủ kệ. Rất đơn giản luôn quý vị và các bạn. Tôi mở ra tủ kệ. Vì tôi vừa mới về Việt Nam cho nên đem qua cho các bà chị một số mì Việt Nam. Mì Việt Nam đây. Cho các bạn thị kiến cái nơi ở của người Hàn Quốc. Rồi ha. Nào, chúng ta sẽ đi ra phía ngoài. Đúng ra thì tôi sẽ làm một cái video bắt đầu từ ở ngoài bước vào. Tuy nhiên rằng là để cho nó thuận tiện cho quý vị xem thì tôi sẽ đi. Cho quý vị xem thì tôi sẽ đi từ cái góc nhìn từ góc nhìn từ trong nhà ra phía ngoài. Các bạn thấy không? Một cái nhà diện tích không lớn lắm. Như cái nhà này bà chị của tôi thì nó gồm có 4 phòng. Một nói như ở Việt Nam nó là một trệt. Các bạn thấy không? Bạn thấy không? Một trệt và một trệt và một lầu thì gồm có 4 người ở. Theo như lời bà chị thì nói rằng là bà chị tôi nói rằng là đây là cửa hồi nãy mình vừa mới bước vào. Theo như lời bà chị nói rằng là một cái căn hộ thì có 4 người ở. Có 4 người ở.
Đây là những cái ớt mà chị gái đã tận dụng bằng cách sử dụng hạt giống mua từ Việt Nam qua và trồng ớt. Chị bảo là chỉ có mùa này trồng được, tuy nhiên tới mùa đông thì không thể trồng vì tất cả các cây nó rất là lạnh dưới âm độ. Bạn thấy không? Có một vài cây hung quế rất là đẹp. Và tôi nghĩ bất cứ một cái người Việt Nam nào xa xứ thì cũng trồng một số cái cây để mình ăn uống. Và hôm qua thì có dịp người chị kia cho chị này một ít rau muống, thì chị rất là quý vì chị nói rằng là rau muống ở đây thì là đắt hơn thịt bò. Tôi quay cho các bạn đây là từ ở ngoài, từ ở trong nhà mà bước ra ngoài nha. Từ ở trong nhà mà bước ra ngoài.